Thu được gặp lại các bạn trên kênh Cbiz 24 giờ. Và hôm nay giờ Showbiz Hoa ngữ có thông tin gì đang hot mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Mới đây xin đã đưa tin Trung Hân Đồng, Thái Trắc Nghiên cùng tham gia tiệc mừng sinh nhật nữ ca sĩ Dung Tổ Nhi. Cả hai cùng là nghệ sĩ của công ty Anh Hoàng Hồng Kông. Trong ảnh do Dung Tổ Nhi chia sẻ, có thể thấy Trung Hân Đồng gầy hơn trước khá nhiều. Khuôn mặt của cô trở nên thon gọn hơn, thần sắc cũng kém tươi tắn. Cách đây không lâu, cả showbiz Hoa ngữ phải chấn động với thông tin nàng ngọc nữ một thời Trung Hân Đồng và chồng bác sĩ Đường Ai Nấy Đi sau chỉ hơn một năm đăng ký kết hôn. Trước đó, nữ diễn viên hạnh phúc trong tình yêu và cũng muốn chuẩn bị làm mẹ nên điều dưỡng thân thể khá tốt. Cô tăng cân nhiều lên, khuôn mặt tròn trịa lên trông thấy. Sau khi ly hôn, Lại Hoàng Quốc vẫn vui vẻ đi du lịch, tiệc tùng. Trong khi đó thì Trung Hân Đồng lại mất hút trong suốt thời gian dài và tin đồn về việc cô mắc bệnh trầm cảm cũng râm ran trên các mặt báo khiến netizen lo lắng không thôi. Trung Hân Đồng là nữ nghệ sĩ có tình duyên trắc trở. Trước khi kết hôn, cô hẹn hò với hơn 11 chàng trai, trong đó có những mối tình đều chết non. Vì scandal lộ ảnh nóng, Trung Hân Đồng không được gia đình bạn trai đón nhận, nhiều lần phải chia tay trong tiếc nuối. Nữ diễn viên nhanh chóng kết hôn với bác sĩ Lại Hoàng Quốc chỉ sau 7 tháng hẹn hò, nhưng chồng cô có bản tính trăng hoa. Truyền thông xứ Đài cho hay, nguyên nhân ly hôn là Trung Hân Đồng phát hiện Lại Hoàng Quốc lén lút qua lại với người mẫu gợi cảm Trần Di An. Anh từng hứa hẹn sẽ thay đổi để cứu vớt cuộc hôn nhân đứng trên bờ vực đổ vỡ, nhưng lại chứng nào tật nấy, tiếp tục ra ngoài tìm niềm vui mới. Thậm chí, mới cưới được 2 tháng, cặp sao đã trục trặc tình cảm. Hoàng Quốc từng bỏ mặc vợ để đi vui chơi cùng các bạn khác giới. Lại Hoàng Quốc liên tiếp dính vào các tin đồn ngoại tình. Anh thường xuyên ra ngoài tìm niềm vui mới, qua lại với nhiều hot girl và bỏ bê vợ. Tháng 9 năm 2019, một blogger giải trí đăng bài phanh phui chồng của Trung Hân Đồng có tình một đêm. Nguồn tin cho hay, Lại Hoàng Quốc có nhấn nút theo dõi tài khoản của một hot girl. Sau khi bị phát hiện, anh đã hủy theo dõi người đẹp trên và xóa các dấu hiệu bình luận trước đó. Đến tháng 11 năm 2019, Lại Hoàng Quốc tiếp tục bị bắt gặp đi ăn khuya với một người phụ nữ trẻ đẹp. Mới đây, sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, Trung Hân Đồng đã cùng với Thái Trắc Nghiên tới tham dự tiệc sinh nhật của hào tỷ muội Dung Tổ Nhi. Cộng đồng mạng tỏ ra xót xa khi thấy Trung Hân Đồng sụt cân rõ rệt, nụ cười cũng trở nên gượng gạo, chẳng còn vui vẻ tươi tắn như xưa. Dường như mỹ nhân này bị tổn thương rất lớn sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Hiện tại trên mạng xã hội, Trung Hân Đồng chưa có bất cứ dự án tham gia showbiz nào sau khi ly hôn. Nhiều netizen cho rằng cô muốn dành nhiều thời gian cho bản thân, hồi phục lại tinh thần sau khi gặp biến cố trong tình cảm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những thông tin nóng hổi của showbiz Hoa ngữ đến từ Cbiz 24 giờ các bạn nhé.